Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh của Đầu Gỗ, kênh Bắc bên chúng em. Và hôm nay là buổi chiều tối ngày mùng 6 tháng 2 của năm 2024. Đó, tức là ngày 27 tháng Chạp năm 2023. Hôm nay thì ở kênh Bắc chúng em mới chính thức là hoàn thiện xong về phần sơn và phần dát vàng một bộ sản phẩm cuốn thư nguyên khối hay còn gọi là bức chiếu thư theo đơn hàng đặt của gia đình nhà bác Thắng đến từ khu vực Trường Mỹ. Và bộ này thì bác đặt là kích thước dài là 1m75, cao là 61, dày là 6 phân với bức cuốn thư. Và đôi cân đối là cao là 1m75, rộng 27, dày 5 phân. Và tính từ thời điểm bác đặt đến bây giờ thì khoảng độ được 10 ngày. Đó, bác đặt khoảng độ là ngày 17 tháng 12 âm lịch. Và hôm nay là ngày 27 tháng 12. Đó, bên em đã chính thức là hoàn thiện xong. Và đây cũng là một trong những sản phẩm cuối cùng về đồ gỗ đốt thờ trong cái năm 2023 mà bên Kinh Bắc sản xuất và gia công. Bộ này thì được làm trên chất liệu gỗ cụ, một trong những dòng gỗ có độ bền và tính ổn định rất là cao. Và những cái sản phẩm mà bên Kinh Bắc làm ấy, đa phần với những cái sản phẩm đồ thờ thì các bác rất là thích dùng gỗ cụ. Đó, một trong những chất gỗ thì có thể nói là độ bền và tính ổn định nó rất là cao. Và hơn nữa là về cái độ ổn định của gỗ ấy, với cái dòng gỗ cụ thì được khẳng định từ rất là lâu đời. Vì vậy là khi mà các bác sử dụng thì rất là yên tâm. Với bức chiếu thư thì thể hiện đầy đủ là phần chuôi bút, chuôi kiếm. Đó, chuôi bút, chuôi kiếm, viền chữ thọ và ba chữ đục Đức Lưu Quang. Đó, Đức Lưu Quang bên dưới đây ạ là hai con phượng. Bên dưới là hai con phượng được bọn em đục chạm, nó tỉa tót rất là kỹ và kỳ công. Và tất cả các bề mặt mà bên Kinh Bắc chúng em dát vàng thì đều có một cái bề mặt nó rất là căng, rất là sáng vàng và cực kỳ là gọn nét, và toàn bộ chữ ở các cái phần là cuốn thư và câu đối là được đục chạm bằng tay. Đó, đây là bộ chữ đục bằng tay nhé các bác. Đó, các cái phần này đục máy này, các phần này đục máy và riêng chữ là được đục tay. Đó, bộ chữ đục tay. Phần phượng này thì đục máy và sửa tay đấy ạ, sửa tay rất là kỹ để tạo lên những cái đường nét nó sắc sảo, sắc nét và tinh tế. Bộ này thì được sơn BU và dát vàng lá Đài Loan với độ dày là 6 phân này các bác ạ. Dày là 6 phân. Mặt sau thì làm cho các bác là 3 thang này, 3 thang hét này, 3 thang. Và các bác mà yêu thích bộ cuốn thư hay còn gọi là chiếu thư nguyên khối thì các bác có thể liên hệ trực tiếp với Kinh Bắc bên là chúng em qua số hotline đó là 0868 82 400. Cơ sở bên em thì có địa chỉ ở thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Và cơ đối là cao là 1m75, rộng 27, dày 5 phân. Bộ chữ thì toàn bộ đục tay này. Đó. Tổ tông công đức Thiên Liên Thịnh được đục trên nền trơn. Trên là một con phượng, dưới là một con nghê. Diềm là đục tứ quý, tùng cúc trúc mai. Và thờ cúng phụng tổ tiên là một trong những cái nét đẹp truyền thống của người dân Việt Nam. Đó. Các bác mà khi mà treo những sản phẩm bộ chiếu thư, hoành phi hay là cuốn thư thì phòng thờ sẽ rất là ấm cúng và cực kỳ linh thiêng. Đó, trang nghiêm, ấm cúng và linh thiêng. Cao là 1m75, nó tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh. Trên là một con phượng. Đó, một con phượng này ạ. Dưới là một con nghê. Diềm là đục tứ quý, bộ chữ thì được đục trên nền trơn. Đó. Chữ được đục trên nền trơn, hoàn thiện sơn bu và dát lá dát điểm vàng lá Đài Loan, nó rất là kỳ công và cực kỳ là đỉnh cao như này. Và bộ chiếu thư này thì có giá thành là 26 triệu. Các bác mà quan tâm thì có thể là gọi điện trực tiếp cho bên Kinh Bắc chụp em qua số hotline đó là 0868 82 400. Và Kinh Bắc bên chúng em thì là một trong những đơn vị sản xuất trực tiếp không qua trung gian, và các bác có thể kiểm tra từ phần gỗ cho đến khâu đục chạm, cho đến khâu hoàn thiện về phần nguội và phần sơn. Đó. Bên Kinh Bắc chúng em thì sẽ đáp ứng đầy đủ cho các bác về tất cả các khâu. Bên em thì rất là tự hào là một trong những đơn vị khi mà trực tiếp đi mua gỗ, trực tiếp pha, trực tiếp đục và trực tiếp hoàn thiện. Đó. Và với những sản phẩm về đồ gỗ đồ thờ thì bên Kinh Bắc chúng em thì có một cái chiều sâu. Đó. Chiều sâu là từ thời ông cho đến thời chúng em là khoảng độ là hơn 35 trong cái sản phẩm mà về đồ gỗ thờ. Vì vậy là những cái sản phẩm này thì đều đạt một cái chất lượng hàng nó rất là cao. Đó.
đều đạt một cái chất lượng hàng rất là cao và được hoàn thiện kỹ với bộ chữ đục thì sắc sảo, tinh tế, sắc lét và kỳ công. Giá thành là 26 triệu các bác nhé. Các bác mà yêu thích thì các bác có thể gọi điện hoặc là qua trực tiếp với Kinh Bắc theo địa chỉ thôn Châu Phong, xã Liên Hà, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Đó. Bên em thì sản xuất rất là nhiều những sản phẩm về đồ gỗ thờ như là án gian, sập thờ, tủ thờ, hoành phi, cuốn thư, chiếu thư, cửa võng, vách thờ, ngai cột. Đó. Rất là nhiều những sản phẩm mà bên em hoàn thiện. Đây là một bộ sản phẩm hàng cuối cùng, đó, một bộ sản phẩm hàng cuối cùng của năm 2023. Đó, sẽ khép lại một cái năm đầy khó khăn cho tất cả các cái lĩnh vực như là sản xuất này, kinh doanh này. Đó, rất là khó khăn. Năm nay thì là một năm thì bắt đầu là phục hồi kinh tế sau Covid. Đó, bắt đầu là phục hồi kinh tế sau Covid. Vì vậy là rất là nhiều đơn vị phải táp gạo, đó, tạm gác lại các công việc về đồ gỗ để đi tìm những công việc khác để mưu sinh. Đó, rất là nhiều những đơn vị đã phải dừng và sản xuất nó chậm lại. Đó, vì cái thị trường tiêu dùng nó đã bị hạn chế. Và năm sau thì sẽ hứa hẹn với các bác là sẽ đưa cho các bác rất là nhiều những cái mẫu mới, đó, mẫu mã mới để phục vụ các bác trong năm 2024. Và hôm nay thì bên Kinh Bắc chúng em cũng xin phép là được kết thúc tại đây và xin chào, hẹn gặp lại các bác trong những clip giới thiệu những sản phẩm tiếp theo.